mình không thấy Phong Đằng đến bệnh viện thăm ông vậy? Chỉ thấy Tiểu Trương và thư ký qua đó thôi. Lẽ nào anh ấy biết cậu chưa nói với người nhà chuyện hai người hẹn hò, có đúng vậy không? Điều đáng nói là anh ấy còn nổi giận với mình nữa. Giận cậu hả? Nghiêm túc vậy sao? Mình nói cậu nghe nha. Đó là một chuyện tốt. Hả? Cậu xem, điều đó cho thấy anh ta rất để ý đến cậu. Đổi lại là mình thì mình cũng sẽ giận. Nói như vậy thì cậu cũng cho rằng là mình đã sai hay sao? Mình không nên che giấu mối quan hệ của mình và Phong Đằng với ba mẹ sao? Về chuyện tình cảm hả? Cũng không thể nói chắc được đâu. Có điều mình cảm thấy rất đồng tình với cậu. Thật ra cô chú không giống như mẹ mình. Tư tưởng của họ khá bảo thủ. Nếu như họ mà biết cậu đang hẹn hò với một chủ tịch như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy thân phận của hai người chênh lệch nhau quá lớn, sẽ lo lắng cho cậu, sợ cậu phải chịu tổn thương. Với lại tính tình của chú rất có khả năng là cậu sẽ bị xách cổ đưa về nhà cho coi. Với tính cách của ba mình rất có khả năng sẽ như vậy đó. Như vậy mới nói, mỗi nhà thì có mỗi cái khó khăn khác nhau. Hai đứa mình đúng là hai chị em có số khổ mà. Cậu nói xem, nếu tính tình ba cậu có thể dung hòa với tính cách của mẹ mình, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Cậu nghĩ hay thật đó. Đau khổ quá. Xin chào cô. Cô Tiết, sao cô tới đây? Cháu qua giúp cô dọn vệ sinh thôi. Như vậy sao được chứ, tôi làm công việc này theo giờ mà, sao có thể để cô quét dọn vệ sinh được chứ? Không sao đâu cô, cháu và người nhà đã từng ở nhờ chỗ này. Nếu đến việc quét dọn mà cũng không giúp được, trong lòng cháu sẽ cảm thấy rất là áy náy. Không cần đâu, để tôi tự làm được rồi. Không sao đâu, cháu làm được mà. Cô cứ làm việc khác đi, cứ giao cho cháu. Thôi được, vậy thì tùy cô, tôi vào trong trước nha. Dạ. Cô Tiết à, cô có thể vào đây một lát không? Dạ, cháu qua liền đi. Cô Tiết à. Sao vậy cô? Trên cái bồn rửa tay này vốn đặt hai cái ly bằng pha lê dùng để súc miệng, cũng giống như những phòng khác. Nhưng mà không hiểu sao cái phòng này chỉ còn là một cái ly thôi. Ly thủy tinh. Đúng vậy. Vậy nói cái ly này là bằng pha lê sao? Đúng vậy đó. Cô Tiết à, cô xem đây. Đây là đồ mà giám đốc Ngôn tự tay mang về từ châu Âu. Trọn bộ có 6 cái ly. Cô thấy đó, trong kia lại thiếu một cái. Cô nói tôi phải làm sao bây giờ đây? Vậy là nửa tháng lương của mình còn gì? Phòng đó là phòng mà bác gái đã ở. Không lẽ bác gái đã lỡ tay mang cái ly xuống miệng về rồi? Cô Tiết à, phải làm sao bây giờ đây? Nếu như để cô Phong biết được rồi trách tôi, thì tiền lương làm việc mấy tháng vừa rồi của tôi không được tính nữa thì làm sao đây? Cô Tiết à, làm phiền cô có thể gọi điện thoại hỏi người nhà của cô được không? Có phải là họ không cẩn thận mang đi rồi không? Hơn nữa, cô còn có thể giúp tôi làm chứng rằng mấy cái ly này không phải là do tôi làm bể, cũng không phải làm mất, có được không? Dạ được rồi. Giờ cô làm ơn giúp tôi đi mà. Cho biết rồi, cho biết rồi. Bây giờ cháu sẽ đi cảm gọi điện thoại nghe. Nha. Tôi làm phiền cô. Mẹ đã tìm thấy nó rồi. Cái ly pha lê đó mẹ xem như là của quý vậy, và được đặt trang trọng trong tủ ở phòng khách kia. Mẹ và ba con đã gói kỹ nó lại và đã gửi lên cho con rồi. Mấy ngày nữa con nhớ phải chú ý bưu phẩm nha. Dạ tốt quá rồi, mẹ mà tìm thấy nó. Chứ nếu không á, con không biết phải làm sao nói với Phong Nguyệt nữa đây. Mẹ. Mẹ nói với bác gái thế nào vậy? Ba mẹ tuyệt đối đừng có cãi nhau với bác ấy nha. Con nghĩ có lẽ là bác gái không biết cái ly pha lê đó đắt như thế nào đâu. Chỉ là tiện tay mang về làm ly uống nước thôi. Ba con đã nói chuyện đó rồi. Cho dù là cái ly đó chỉ đáng giá là một tệ, cũng không thể tiện tay như vậy được. Thật đúng là mất mặt nhà họ Tiết mà. Hơn nữa, nếu thật không biết giá tiền thì có đến mức phải đặt trang trọng trong tủ giống như của quý như vậy hay không? Trời ơi, ai làm nhà họ Tiết mình mất mặt vậy? Alo Sam Sam hả? Cứ như vậy đi hai con gái. Chào con.
Thuốc đã lấy về rồi có phải không? Thôi ông vào trong nấu thuốc cho ba uống đi. Vào trong đi, nhanh lên đi mà. Vào trong đi. Chú ấy bị làm sao vậy? Có phải là Sam Sam gọi điện thoại về không? Đúng vậy. Sam Sam nó nói là trong căn hộ mà chúng ta đã ở tạm bị mất một cái ly bằng pha lê, mà giá tiền của cái ly đó bằng khoảng nửa tháng lương của nó lận đó. Cái ly đó mắc dữ vậy sao? Đó là đồ quý thì làm sao có thể mất được. Nói không chừng á là do người dọn vệ sinh tiện tay mang đi thôi. Cũng có thể là lỡ làm bể rồi mà sợ nên giấu nó đi ở chỗ nào đó. Bây giờ thì không sao rồi, tôi đã tìm thấy cái ly đó và cũng đã gửi trả cho người ta rồi. Tìm thấy rồi hả? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chị đang mắc nấu canh trên bếp rồi, chị về nhà trước nha. Mà sao nó lại khó nuốt như vậy? Thì ra hương vị cũng có thể thay đổi vì hoàn cảnh sống. Đúng là mình đã có cảm giác thực sự quen với những hương vị mà Phong Đằng đã nói tới rồi hay sao vậy? Cho dù bác gái không biết giá trị thật của cái ly bằng pha lê, nhưng cũng sẽ nhìn ra là nó không hề tầm thường mà. Một cái ly bằng pha lê thì đối với nhà họ Phong mà nói chỉ là cái ly dùng để súc miệng thôi, nhưng đối với nhà họ Tiến lại có thể được cung phụng như vật báo. Khoảng cách giữa hai gia đình thật là quá rõ rệt. Công ty Bina ở bên Mỹ đã chính thức khởi kiện chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lượng tiêu thụ quý sau của chúng ta và Vevet sẽ là một vấn đề rất lớn. Và bên họ cũng đã gửi cho chúng ta một thông điệp cuối cùng là nội trong một tuần chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Nếu Bina cố chấp muốn kiện cáo thì tôi nhất định sẽ đi theo. Trong quá trình kiện cáo thì vấn đề tổn thất nhất định sẽ ảnh hưởng tới công ty của quý sau. Phong Đằng, anh vừa mới mua lại Vevet, bây giờ lại bị cuốn vào kiện tụng. Việc tổn thất phải xử lý như thế nào? Bên phía của Vevet, họ cũng không muốn như vậy. Phong Đằng, chúng ta có thể đàm phán hòa giải với công ty Bina. Em tin là bọn họ cũng chỉ muốn tìm kiếm một thứ mà thôi. Chuyện mà bây giờ chúng ta phải làm là phải giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Không được. Một khi chúng ta đã ngồi xuống bàn đàm phán, tức là đã thừa nhận chúng ta ăn cắp bản quyền. Năng lượng sống là thành quả của bộ phận nghiên cứu làm ra, không phải là hàng ăn cắp. Luật sư Lý, phiền ông phối hợp cùng với giám đốc Trịnh, tôi cho hai người là 3 ngày để tìm ra chứng cứ phản bác lại Bina. Được. Sam Sam, Sam Sam à, con qua đây nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Bộ trời sập hay sao mà nghiêm trọng dữ vậy? Trời sập cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Hả? Xem đi, công ty chúng ta bị khởi kiện rồi. Có một công ty Bina ở Mỹ tố cáo tập đoàn Phong Đằng, nói năng lượng sống mà kỳ soái làm ra là hàng ăn cắp tráng chế đó. Sao có thể như vậy được chứ? Sao lại xảy ra chuyện này được? Làm sao mà kỳ soái ăn cắp được chứ? Đúng vậy đâu. Sao lại vậy được? Tập đoàn bị kiện có nghĩa là người chịu trách nhiệm cũng bị kiện luôn đó. Làm sao đây? Tôi thấy trên thương trường nhiều người đấu đá, đó cũng là chuyện rất là bình thường. Có ăn cắp hay không cũng không quan trọng. Còn kiện tụng chỉ là một trong nhiều thủ đoạn. Chỉ có một sự thật chính là người thắng sẽ làm vua. Nói cũng phải đó. Với một tập đoàn như Phong Đằng, chuyện kiện tụng đâu phải mới xảy ra lần đầu. Dù có thế nào đi nữa cũng không đến lượt chúng ta lo đâu. Kỳ soái à? Trời ơi, cô yên tâm đi, kỳ soái không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Yên tâm đi ha, đừng có lo, không sao đâu. Đừng có lo nữa. Thôi, chúng ta đi làm việc hết đi. Đi làm thôi. Kỳ soái.
Đây có phải là sự khác biệt trong suy nghĩ của những người không cùng tầng lớp không? Nếu bây giờ mình ở bên cạnh Phong Đằng, người ăn không ngon ngủ không yên có khi lại là mình. Tiếc Sam Sam, mày muốn bắt kịp bước chân của Phong Đằng, nhưng thực tế khoảng cách giữa hai người lại quá xa. Chắc là Phong Đằng không sao thật. Cô ký tên vào đây. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Cuối cùng cũng tới. Alo, Sam Sam hả? Phong Nguyệt à, tôi mới vừa nhận được cái ly rồi. Hôm nào cô rảnh tôi mang sang cho cô. Nhân tiện mời cô ăn cơm luôn. Lần này quả thực đã mang lại phiền phức cho cô. Không có gì đâu. Nè, cô mời tôi ăn cơm thì tốt quá. Đúng lúc tôi đang ở nhà chán muốn chết rồi đây nè. Tôi có thể đi ngay bây giờ luôn đó. Nè, chiều nay tôi muốn đi mua sắm thêm một vài bộ đồ cho em bé. Tụi mình sẽ gọi thêm đệ tử, mình đi ăn cơm và mua sắm nha, có được không? Được rồi, lát nữa gặp nha. Được rồi, vậy tí gặp ha. À, trời. Ơ, tôi có điện thoại. Tôi cầm giúp cho. Cảm ơn. Sam Sam à, cái này đẹp không? Alo, anh yêu hả? Tôi thấy cái này khá đẹp đó. Cái nào hả? Đôi giày này đẹp vậy. Cái túi hồng cô thích đó. Kiểu đó hả? Được rồi, em biết rồi. Đáng yêu quá. Nhưng bình thường cô đâu có mặc như vậy. Sao vậy Phong Nguyệt? Ngôn Thành nói vì vụ kiện của công ty Bina cho nên anh ấy phải trở về để giải quyết gấp. Do việc quan trọng nên không thể nào đến đón mình. Lệ chủ à, mình cũng muốn bắt xe để về đâu. Mình cũng hết cách rồi, hôm nay mình không có đi xe. Vụ kiện sao rồi? Cô đang quan tâm đến vụ kiện hay là quan tâm đến anh trai của tôi vậy hả? Thật ra tôi thấy cái công ty Bina đó chỉ là một kẻ gây rối mà thôi. Trước khi sản phẩm mới lên thị trường sẽ luôn có những kẻ gây rối này nọ. Tôi ghét loại người này nhất đó. Để xem anh trai của tôi sẽ xử lý họ như thế nào đây. Mình thì thấy là vì bọn họ hại Ngôn Thành không thể đi mua sắm và xách đồ cho cậu thì có. Đúng vậy không? Cái cậu này đúng là ghét cậu ghê đó. Nhưng mà chuyện nào thì ra chuyện đó đi Sam Sam. Cô đừng có lo. Số đơn kiện mà nhà họ Phong nhận được từ trước tới giờ có khi còn to hơn phòng của nhà cô nữa. Lần này cũng sẽ không có rắc rối gì đâu. Xem như họ quảng cáo miễn phí cho công ty chúng ta thôi. Không hổ là người nhà họ Phong, ngay cả bị kiện cáo mà vẫn có thể bình tĩnh, vẫn suy nghĩ tích cực được. Anh ơi, em nè. Dạ, em đang đi mua sắm. Em đi cùng với Lệ Trữ và Sam Sam nè. Hay Ngôn Thành phải tăng ca, chắc là anh rảnh hả? Có thể tới đón bọn em về không? Anh tôi nói là sẽ đến đón chúng ta. Đừng có đứng ở đây đợi nữa. Đi thôi, đi mua sắm đi. Đi thôi Sam Sam. Đã đến lúc nên gặp mặt rồi. Lấy cho tôi size lớn hơn đi. Đôi này tôi không ăn dừa. Dạ được ạ. Sam Sam à, cô thấy đôi giày này có được không? Mang thử đi. Cô đi lần nào cũng không mua gì hết. Cô chỉ có kiểu này mà. Được. Nè thử đi. Rất vừa chân cô đó. Đẹp lắm. Nhưng mà hình như nó hơi chật thì phải. Chật sao? Nhỏ hơn tận hai số. Lúc nãy sao mình nhét vào được vậy? Sao vậy? Cái này cô
Cô đừng vội mà, từ từ mà cởi. Trời ơi, cô cởi kiểu này sẽ khiến mình bị thương đó. Không sao, không sao. Đợi một lát nhân viên đến rồi mình nhờ cởi mà. Họ sắp tới rồi. Làm sao đây, Phong Đằng sắp đến rồi. Trời ơi. Anh hả? Anh đã đến rồi sao? Bọn em còn ở đây một lát nữa. Phong Nguyệt, hay là cậu kêu anh ấy lên đây đi. Vậy được, hay là anh lên đây nha. À, cô từ từ thôi, đừng có vội. Nè, cô đừng có tiếc à. Tôi đi vào nhà vệ sinh trước đây. Sam Sam à, quay lại đây đi. Cô đi giày của người ta chạy tới phòng vệ sinh rồi mà. Người ta sao tưởng cô ăn trộm đó. Sao em mang có một chiếc giày vậy? Dài chật quá, em không cởi được. Hai,